Anh có thể hướng dẫn rang cà phê cơ bản được không ạ? Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái kỹ thuật cơ bản về rang cà phê. Thì rang cà phê nhiều bạn hỏi mình lắm rồi, mà thiệt sự là để nắm được một cái quy tắc rang cà phê thì nó cũng phải có một thời gian trải nghiệm rất là lớn. Nhưng mình đang cố gắng đúc kết lại một cách nhanh nhất để cho các bạn có thể tự gọi là thực tập ở nhà được. Thì rang cà phê gồm bao nhiêu bước? 7 bước như sau. Thứ nhất là bước chạc. Chạc là bước nạp cà vào. Thì các bạn sẽ xem đây là một cái mẫu clean bean mình có chuẩn bị cho các bạn. Đây là Arabica Wash ha. Đây là một mẫu clean bean. Mẫu clean bean. Thì 7 giai đoạn đó là gì? Bây giờ mình sẽ bắt đầu. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn chạc cà. Đây, mình sẽ chạc vào thời điểm là 180. Mình tắt lại một chút cho nó xuống nhiệt. Trong khi đó mình cho nó vào cái ống này là nó là 100g tới 120g. Thì mình đang ước lượng nó khoảng 100g thôi nha các bạn, cho nó dễ ra. Cái máy này là một cái máy đời cũng cổ lắm rồi, nhưng mà vẫn rang rất là tốt. Cái mẫu này là mẫu nói chung Việt Nam làm, họ lấy theo cái mẫu của Robust á. Robust thì các bạn khỏi giới thiệu, các bạn cũng đã biết nó rồi. Sao vẫn còn nóng vậy ta? Mình cho nó hạ nhiệt xuống một chút xíu. Các bạn biết không, cái giai đoạn này hồi trước mình cũng tập sự mình rang thôi, mình cũng không có hiểu nó quan trọng tới chừng nào đâu. Mà cứ thấy người ta đi vô bao nhiêu rồi mình vô bao nhiêu thôi, mình đâu có hiểu nó vô bao nhiêu độ là chính xác. Thứ nhất á, tùy cái hạt cà gọi là chắc hay là hash bin hay là shop bin á, thì các bạn sẽ cho nó vào ở cái thời điểm là bao nhiêu. Cái hạt này là hạt Catimor nha, hạt Catimor size 16. Mình phơi độ ẩm chắc nó còn khoảng cỡ 11%. Thì nó tương đối rất là chắc. Lúc nãy mình quên đo cho các bạn cái đầu tiên là các bước đầu tiên là mình phải đo cái tỷ trọng của nó. Tỷ trọng của nó mình đoán nó khoảng 608 cho tới 700 gì đó, khoảng đó. Thì mình sẽ canh cái nhiệt vào, mình sẽ cho nó vào 180 độ mình cho nó vào. Cái điểm vào cao quá nó cũng không tốt cho cà phê, mà thấp quá thì cái ro nó kéo dài, mà cao quá thì nó sẽ làm cho cái mặt cà nó nhám đi, nó bị khô đi rất là nhanh và nó không có thoát nước được. Ok, mình sẽ chạc vào thời điểm này nha, cho nó ổn một cái rồi bắt đầu mình cho vào. Đầu mình bấm đồng hồ. Điểm đầu tiên quan trọng đầu tiên đó là turning point. Turning là quay, điểm quay đầu. Thì si cà phê nó sẽ vào ở một cái điểm rất là thấp nhất và nó sẽ quay trở ngược. Thì mình đó gọi là điểm quay đầu. Điểm quay đầu này để nó có một cái chỉ thị rất là hay, để nó nói lên cái tốc độ gia tăng nhiệt. Thời điểm này thì cà nó đang rất là nguội, các bạn thấy ngoài trời nó rất là nguội, mà trong này nó cao thì bây giờ nó vô nó sẽ hấp nhiệt, nó giảm nhiệt rất là nhanh. Nó có một cái đặc điểm như thế này, với máy chuyên nghiệp á thì nó sẽ không nằm ở con số này đâu, mà nó xuống rất là thấp. Là vì cái máy ghi là họ đo pin, còn cái máy này á là nó đo cái lòng, cho nên cái pin nó không có chạm cái lòng, nó đang đo cái lòng. Mà các bạn biết cái lòng với cái pin nó sẽ chênh nhau một khoảng là khoảng 30 độ lận. Khoảng đó 30 tới 50 độ. Thì các bạn đang thấy cái điểm này nó đang đứng im nè. Đang đứng im là nó chưa có quay đầu. Rồi nó sẽ quay đầu. Nó sẽ quay lên. Thông thường theo mình với những cái máy đó bắt đầu nó quay lên là 1 phút 15 giây. Là bắt đầu nó quay đầu. Thì điểm quay đầu bắt đầu nó có gì khác biệt không? Ủa, sorry. Rồi, điểm quay đầu. Hạt cà phê bắt đầu gia tăng nhiệt ha. Thì cũng không có gì khác hết đó các bạn. Cũng không có nhìn, không có cái gì là khác biệt lắm đâu.
Rồi. Thời điểm thứ hai là dry end. Có nghĩa là dry end. Có nghĩa là giai đoạn này khô. Bắt đầu với một cái chiếc máy mà đo pin thì giai đoạn này nó sẽ diễn ra từ 145 cho tới 150 độ. Nhưng mà vì này cái này mình đã nói là cái nhiệt này các bạn là cái nhiệt về đo trống, cho nên là sự chênh lệch so với nhiệt kia nó rất là khác xa. Để bằng kinh nghiệm của mình sẽ xác định cho các bạn cái điểm khô nó bắt đầu như thế nào ha. Mình nghĩ nó khoảng cỡ 4 phút nó khô ạ. Rang cà phê là thực ra rang mẫu nó cũng có những cái ưu điểm hay lắm, các bạn có thể dễ dàng lấy cái hạt nó ra và quan sát cái mùi hương vị của nó thay đổi theo từng thời điểm, rất là thú vị. Cái này các bạn nè, tại đưa vô nè, nó hay lắm ha, nó đang giai đoạn thoát nước nè, còn lấy ra thấy nước nó dính lên trên cái muỗng này rất là nhiều. Đây là giai đoạn nó đang thoát nước, cái nào nó hết thoát nước gọi là dry end, là khô rồi đó. Rồi, đó đã khô là 3 phút ha. Máy này tương đối là nhanh nha các bạn. Mình sẽ giảm nhiệt một chút. Mình sẽ giảm nhiệt một chút. Giai đoạn này nên kéo dài. Thông thường giai đoạn này nó có nhiệm vụ là gì? Giai đoạn tiếp theo của giai đoạn client là nó. Giai đoạn này là thoát nước. Giai đoạn tiếp theo là phân nhỏ các thành phần, cắt nhỏ cái những cái thành phần của hạt cà phê ra để chuẩn bị cho một cái quá trình là phản ứng máy áp. Cho nên mình giảm tốc độ nó lại, cho nó cắt, cho nó gọi là băm cho nó nhuyễn ra. Băm cho nó nhuyễn ra. Đó, các bạn thấy nó chuyển màu vàng rất là đẹp. Nó cái mùi lúc này thì nó đã lên cái mùi bánh mì ha, rất là nồng nàn, dễ thương lắm. Để thật ra một chiếc máy này là một chiếc máy đánh đang mẫu và mình có thể kiểm định từ những cái khoảng khắc này luôn, chứ không chỉ là mình xay ra mình cấp pin, tại vì những cái mùi lỗi ở trên này nó dễ hiện ra lắm các bạn. Ví dụ nó có mùi lỗi men hay là mùi lỗi về phơi là nó đều hiện ra đây. Nên là một chiếc máy rang mẫu này nó cực kỳ tiện lợi để cho các bạn đánh giá về nhân. Đây là giai đoạn bắt đầu phản ứng MH. Phản ứng MH phân tử hóa nâu caramel ha. Bây giờ mình sẽ lấy nó ra nạp đầu, nó phản ứng lúc này là caramel hóa ha. Rồi là phản ứng MyAd bắt đầu á, là nó là 4 phút 59 giây. Cho 5 phút luôn đi. Thì giai đoạn này tới first crack thì nó cũng rất nhanh thôi. Nó khoảng cỡ chừng 1 phút nữa là các bạn sẽ thấy nó nổ đó, bắt đầu nó chớm chớm nổ rồi. Giai đoạn tiếp theo là first crack star. First crack star là first là đầu tiên nè, rắc là tiếng nổ ha, star là bắt đầu, là nó nằm ở 5 phút 30 giây. Rồi, vào đây. Để mình coi thêm thử. Tiếp theo giai đoạn lại là first crack end. Có nghĩa là cũng như vậy, là giai đoạn nó nổ nó sẽ kết thúc. Đó, các bạn nghe tiếng nổ rất là giòn, nghe không? Hạt Arabica thì nó nổ thích lắm, nổ rất là đã. Giai đoạn này là giai đoạn tăng hương vị của một hạt cà phê để chuẩn bị cho một quá trình chín. Thì giai đoạn này người ta thường gọi là develop. Develop dài hay ngắn, bao nhiêu thời gian là vừa đủ, thì chúng ta sẽ có trong một cái bài tiếp theo. Cái bài này nó hơi bị dài, hơi dài và rất là sâu sắc. Tất cả tất nhiên những cái quy trình của chúng ta, quy trình nào nó cũng phải hoàn chỉnh. Và quy trình này là một trong những quy trình được quyết định hương vị hạt cà phê.
Thường á thì giai đoạn first crack đối với cái này nó khoảng là 190 độ, nhưng mà đây nó tới 230 độ là vì cái nhiệt chênh lệch giữa cái nhiệt chênh lệch giữa cái pin với lại cái e thì nó sẽ khác nhau. Rồi giai đoạn này nó kết thúc rồi thì nó sẽ là 7 phút. Thông thường thì tới đây mình sẽ kéo dài nó khoảng cỡ tới 8 phút là mình sẽ ngưng. Cũng khá đậm rồi các bạn. Đây cũng khá đậm rồi. Mình thì mình thích rang line như thế này cho tới full city thôi. Thì gần như full city rồi. Gần như full city rồi. Chuẩn bị qua gần chuẩn bị verse tới nổ lần thứ hai là mình sẽ ngưng nha. Mình sẽ không cho nổ lần thứ hai. Thì mình xả ra luôn. Ok. Mình đang kết thúc một mẻ rang. Ở thời lượng là 8 phút. 8 phút. Mức độ rang này là mức độ rang full city. Hơi qua medium chút xíu. Trong tất cả các việc rang á là cái việc làm nguội này nó rất là quan trọng để chi để nó tránh lại tình trạng rang tiếp của hạt cà phê. Tại vì nếu mà các bạn không làm nguội nhanh á thì nó sẽ bị vượt qua cái mức này cho phép, thì nó sẽ trở nên nó không giống như ý của các bạn ra, nó sẽ quá over chút xíu. Rồi, đây là một mẫu Arabica full wash. Lát hồi mình sẽ làm thêm một cái video làm sao để phân biệt full wash và honey, để các bạn sẽ có một cái hình dung khác hơn về hiểu rõ hơn về cái bản chất của hạt cà phê Arabica Honey và full wash. Từ đó mình nhìn cái là mình xác định được liền à. Rồi đây là end. Thì bây giờ mình sẽ ôn lại chút xíu. Nó sẽ có 7 cái quy trình sau. Thứ nhất là turning point, là điểm quay đầu các bạn nha. Điểm quay đầu nó rất là quan trọng. Là điểm trạc. Đầu tiên là điểm trạc. Trước điểm turning point này là điểm trạc. Đó nghĩa là mình sẽ đưa nó vào ở cái thời điểm bao nhiêu độ là hợp lý. Đó là điểm đầu tiên. Thứ hai, turning point là điểm quay đầu. Bao nhiêu phút nó sẽ quay đầu và nhiệt độ tối thiểu bao nhiêu. Và ở đó thời điểm raw là cái tỷ lệ tăng nhiệt á, nó sẽ là bao nhiêu độ trên một phút là hợp lý. Rồi tới giai đoạn thứ ba là giai đoạn dry end, có nghĩa là bao nhiêu độ nó sẽ bắt đầu nó khô cái hạt cà phê, hoàn tất quá trình thoát nước của hạt cà phê. Thứ tư là quá trình maillage ha, từ cái dry end tới maillage nó sẽ là bao nhiêu độ và cái thời gian này nó quan trọng như thế nào để nó băm nhỏ tất cả những thành phần ở trong này, chuẩn bị cho một quá trình gọi là phản ứng hóa học. Thứ năm là first crack, là bắt đầu cho một cái quá trình bốc đầu. Nếu mà các bạn để ý mà cái máy rang ngoài trời á là nó sẽ bốc khói trắng bắt đầu từ đây, thì first crack là phản ứng đầu tiên. Để cứ hiểu nôm na như nó bung lụa đi, chuẩn bị bung lụa đi. Thì từ cái first crack cho kéo dài tới first crack end, có nghĩa là kết thúc cái quá trình develop này là bao nhiêu lâu. Thì tùy vào cái mình rang light hay là rang medium hay rang dark thì mình sẽ có một cái khoảng thời gian kéo dài, gia giảm nhiệt để nó kéo dài 1 phút, nửa phút hay là 1 phút rưỡi là tùy. Rồi kéo thêm một phát nữa là các bạn sẽ kéo ra cái điểm end. End từ first crack này tới end là các bạn sẽ kéo ra bao nhiêu lâu nữa để gọi là hoàn tất cái chu trình từ đây tới đây, gọi là drop xuống ở cái điểm mình mong muốn. Thì rang cà phê thì tương đối là nó dễ dàng như thế thôi, nhưng mà các bạn phải trải nghiệm nhiều để xác định được đâu. Tại vì mỗi cái loại hạt cà phê nó đều có một cái chất, nó đều có một cái điểm mà mình mong muốn mình lấy. Thì cái máy rang mẫu như thế này thì các bạn muốn, ví dụ các bạn mua một cái mẫu về, các bạn trải qua khoảng 10 lần rang vậy, các bạn sẽ xác định đâu là những cái điểm mà mình mong muốn, ghi chép nó lại cẩn thận. Thì từ đó chúng ta sẽ lấy được cái ưu điểm của cái hạt cà phê ở một cái mức độ rang nào đó. Không phải một cái mức độ rang chung nha, không có cái hạt nào rang chung. Ví dụ hạt này phải rang ở mức độ này, nó sẽ mình ghét được một cái hương vị nào đó mà mình mong muốn.
ha. Còn một cái hạt khác thì phải có một cái profile rang khác. Tất cả những cái này thường gọi là một cái profile. Thì nếu chúng ta không sử dụng cái artisan, nó là cái phần mềm artisan chúng ta cắm máy tính á, thì chúng ta phải sử dụng thủ công như thế này. Thì thủ công như thế này mình thấy rất phù hợp với các bạn mới bước vào. Mình chỉ hiểu được cái mấy điểm như thế này là chúng ta có thể tạo ra được một cái profile cho mình bằng cái thủ công nhất. Mình bước vào nghề bằng cái thủ công nhất thì mình cũng nghĩ các bạn cũng sẽ làm được như thế thôi, không cần phải quá cầu kỳ. Thì khi vượt qua được cái bài thủ công này thì chúng ta sẽ đến bài nâng cao, là bắt đầu chúng ta sẽ xem xét về cái biểu đồ nó kỹ hơn. Thì lúc đó cái biểu đồ á, các bạn sẽ phân tích nó chuẩn xác hơn, bao nhiêu độ một phút, bao nhiêu độ một phút, bao nhiêu thời gian, nó cứ ghi chép cẩn thận và các bạn có thể lưu lại cho các kỳ sau để mình thực tập. Rồi, nếu các bạn có câu hỏi nào hỏi hơn thì cứ nhấn comment ở bên dưới, nhấn like và subscribe nếu các bạn thích theo dõi kênh của mình. Và hẹn gặp lại các bạn vào 7 giờ hàng tuần 357. Xin chào và hẹn gặp lại.